dân nơi quê tôi gọi tôi tên là Ba Phi. Xin chào quý vị các bạn nha, nay mình đến nhà anh Nghĩa. Rồi anh chào Nghĩa. Dạ chào anh. Hôm nay muốn giao lưu với cô bác anh chị gần xa một số cặp trang, trang đỏ, cam cà rốt với trang vàng. Giá cả sao em? Dạ giá cả sinh viên thôi, giá sinh viên thôi. Nhưng mà này là em bao ship toàn quốc nha anh chị. Chiều cao, trang đỏ 87. Chiều cao là 98. Hoành thân 9. Hoành thân 9 luôn. Cặp này anh giao lưu với giá là 600 ngàn nha mọi người. Rồi cặp số 1 đầu tiên 600 ngàn luôn. Dạ. Quý vị các bạn bao ship toàn quốc. Bao ship toàn quốc. Rồi xuống cây. Cặp số 2 cũng cặp trang đỏ luôn. Chiều cao 53. Chiều cao 50. Hoành thân 12. Hoành thân 10. Cặp số 2 này em giao lưu với giá là 700 ngàn. Bao ship toàn quốc mọi người. Rồi cặp số 2 700 ngàn. Rồi xuống cây luôn em ơi. Cặp số 3 à, cặp trang đỏ. Chiều cao là 45. Chiều cao này, cái này là 53. Lùng lực, cái này là hoành thân 8. Hoành thân cái này cũng 8 luôn. Cặp số 3 này em giao lưu với giá 500 thôi mọi người ơi. Cặp lùng lực luôn. Giá sinh viên luôn. Rồi xuống cây luôn nghĩa ơi. Cặp số 4, rau cam cà rốt. Cam cà rốt đây, cái vòng quay giùm em. Đó. Cam cà rốt. Đây cái cam cà rốt. Chiều cao 66. Chiều cao là 72. Hoành thân là 10. 11 yếu tính 10 thôi. Hoành thân của nó là 13. Cặp trang cam cà rốt là mã số 4 này em giao lưu cặp trang này với giá là 800 ngàn thôi mọi người. Bao ship toàn quốc. Rồi xuống cây luôn. Cặp số 5. Cặp trang đỏ. Chiều cao là 52. Chiều cao là 58. Hoành thân là 8. Cây này là cây quái trời gián thú luôn nha mọi người. Hoành thân là 7. Gián thú đứng rồi. Tại đây cũng cây gián thú bò luôn. Một người chơi bonsai cũng đẹp. Cặp này em giao luôn với giá là 500 ngàn thôi mọi người ơi. Rồi xuống cây luôn em. Đi anh ơi, mã số 6, cặp cam, trang cam cà rốt luôn. Chiều cao 66. Chiều cao 70.
Hoành thân 11. Cái này hoành thân nó hơi nhỏ, hoành thân nó chỉ có 8 thôi. Mà cái này cũ nở lắm. Cặp này em giao lưu giá là 700 thôi mọi người. Bông còn đẹp luôn. Rồi. Xuống cây luôn em. Và cặp cam cà rốt luôn. Chiều cao là 61. Chiều cao này là 62. Đây. Hoành thân 10. Hoành thân cái này 9. Cặp cam cà rốt này em giao lưu với giá là 550 thôi mọi người ơi. Xuống cây luôn em. Bọn em là trang là một cốt không nha mọi người. Một cặp trang đỏ. Chiều cao là 69. Chiều cao này là cũng vậy luôn. Hoành thân 11. Hoành thân cái này là 12 mà tính học để đo trên đây đi. 10 thôi. Này nó dính cái rễ. Cặp trang đỏ này em giao lưu với giá là 600k thôi mọi người ơi. Rồi xuống cây luôn em. Rồi. Cặp tan vàng. Tan vàng này chiều cao của nó là 54. Chiều cao là 49. Đây tan vàng cái bông quay nó bông. Đây tan vàng. Dạ, tan vàng lá nhỏ ha. Hoành thân 10. Hoành thân cái này 8 thôi. Cái cũ cái này nở. Cặp tan vàng này em giao lưu giá là 700. Rồi xuống cây luôn. Cặp can vàng tiếp theo. Số 10 chiều cao 61. Cái này 64. Hoành thân 9. Cái này hoành thân 8. Cặp trang vàng cuối cùng này em giao lưu giá 600 thôi mọi người ơi. Còn 550 luôn. Em giao lưu còn giá 550 thôi. Quá rẻ luôn quý vị các bạn. Rồi. Vậy là hết rồi phải không nhỉ? Hết rồi. Rồi cũng cảm ơn quý vị các bạn đã xem dành thời gian quý báu theo dõi clip.